tập trung đầu tư cho lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ba vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Nhận định này vừa được đưa ra tại hội nghị giao ban ba chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ vừa được tổ chức chiều nay. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết, trong những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, nguồn nhân lực của cả ba vùng đều tăng về số lượng và chất lượng, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm. Hiện cơ sở vật chất trường lớp ở vùng nông thôn còn yếu kém, chất lượng giáo dục không đồng đều, chất lượng nguồn nhân lực chưa tương xứng với quy mô, vị trí và đặc thù của địa phương. Để giải quyết bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án đã có. Nhất trí với đề xuất cần phải có cơ chế đặc thù, nhưng Phó Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương cần phải gắn đào tạo với giải quyết việc làm, coi trọng chất lượng, tránh tình trạng chạy theo số lượng. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành xem xét bố trí nguồn lực đầu tư mạnh hơn nữa để giúp các địa phương trong ba vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ tháo gỡ khó khăn trong công tác giáo dục, đào tạo, dạy nghề và phát triển nguồn nhân lực.